thăm gia đình rồi nắm cái tâm tư nguyện vọng của chúng gia đình như thế nào. Rồi. Tôi một cái đó chuyện tập hai luôn. Bữa nay như vậy là ngày mai là 15. Tôi cũng tổ chức hối dự như nào. Mà trước đây vậy là tôi hỏi với chú cô, tôi hỏi với Thượng Đế. Mà theo luật con đà này đó, là cái khi mà ở cửa nhà tức dương là xin cái bằng hầu của Đức Thượng Đế để con thuê. Làm nhà xong vừa dựng lên lại. Cho con vấn đề nữa. Như vậy là hôm nay đi vô chúc mừng tôi hay là sao? Không, xin thần như thế này trước, bởi vì thực ra thì tôi biết là nếu mà trong nội bộ gia đình mình nói là cái gì, nhưng mà tôi biết là liên quan cũng có một số bà con đạo mình đến gia đình mình đúng ý kiến đấy thì bình thường không có gì cả, nhưng con cái là ý tôi đó là muốn xin hết nắm lại xem cái tâm tư nguyện vọng của chú gia đình là mình tổ chức như nào. Cái thứ hai nữa là về tinh thần thì bởi vì ngày mai là cái ngày cũng là cũng cùng một cái ngày tổ chức như lễ khai đạo theo những mừng của bên đồ thánh 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 của bên đồ có cái quy định ban hành về cái góc độ mà quản lý nhà nước về chính quyền địa phương đó. Trước đây thì có cái văn bản, trước đây như được lần hai, bây giờ thì có nghị định 99 thì quy định về các cái cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và tổ chức các cái buổi lễ thì được nhà nước công nhận thì cho phép thì mình cứ tiến hành. Thì vừa rồi thì các chú biết rằng là chính phủ cũng có cái văn bản cho phép là còn hết là tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm ở tại Bà Thánh. Nếu mà mình gia đình hoặc là bà con mình có đồng đạo á, tham dự lễ thì mình tập trung vào cái nơi nào được nhà nước cho phép, bởi vì đó là cơ sở tin ngưỡng, được nhà nước công nhận, mình tham gia được cái cơ sở đó, hoặc là mình có thể tập trung về những tại Bà Thánh để mình tham dự. Cái còn ví dụ mình tổ chức ở trong nhà thì nó theo quy định của chính Tôi chưa có hình dung rằng là cái ý nó là tôi tổ chức cái lễ khai đạo như thế nào. Hôm nay là chúng việc trách nhiệm ở địa phương chúng tôi phải báo với xã, tức là trong cái giấy báo là xin tạm trú những cái việc những anh em những bà con đó tạm trú nhà anh để tổ chức cái lễ thường thường của anh khai tự gì đó anh vậy việc trách nhiệm ở địa phương, trách nhiệm ở thôn thì cũng bảo là hôm nay là các anh xuống đây để tìm hiểu là tâm tư nguyện vọng của anh, của chân gia đình chúng mình, của anh Thi, tức là những có bà con ở xa đến, tức là đến để có thể làm cái việc về đưa cái nói chung là theo mình theo tôi hiểu là tức là tâm nguyện của mình đi sao mà nói đây là anh em tới gia đình chúng tôi để tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng, hiểu tôi rất cảm ơn. Nhưng mà bây giờ để đi vào cái thực tế thì để anh em chúng ta để thuyết lại cho em để giới thiệu nhau cho biết đây. Tôi là chủ, tôi là chồng của bà Lê Thị Ngon, là chủ hộ tại cái này. Tôi tên tôi là Hữu Thi. Chắc là xin giới thiệu chú luôn, cháu là Nguyễn Văn Khang, thì tôi có cần để giúp anh em. Ngoài ra thì thành phần anh em cũng đi thì có chỗ anh Minh là cán bộ dân xã,
Còn về phía thôn thì có một số anh ngay sau đây đi rồi. Đó là mấy làm một trận thôn. Cho nên đó là thế đi vào cái cuộc việc thì chúng ta không phải giới thiệu con người rồi tặng ông nội dễ trả lời tương hôn nhỉ. Thì bây giờ trước tiên nè, theo cái phong tục nhà Nam, tất nhiên cái ngày Tết mọi người đều có cái cuộc nói cái là thờ ông bà kia tới cùng nhau chúc mừng, chứ tới cùng nhau vậy là để trao đổi và chúc mừng được cái năm mới ha. Đối với người chúng ta coi rằng thì trong những cái dịp lễ thượng ngôn trung ngôn và hạ ngôn, cái tâm tư của cái người đại ca đà căn cứ vào những cái ngày linh thiêng ấy để thờ cái thượng đế, đặt cái thiên đàng thờ cái thượng đế, cái là cái tâm tư của người chúng ta coi rằng đặt trọn cái niềm tin vào cái thượng đế mà chúng tôi gọi là đức chúa cô, mà người đã ban cho tất cả mọi người sống ở mặt thế này rồi. Có đủ cơ năng nè, có đủ áo mặc nè, sống cuộc đời hạnh phúc nè, mưa thuận gió hòa này kia. Chúng tôi lập nên một cái bàn thờ Đức Thượng Đế, tất nhiên cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho hòa bình, cầu nguyện cho mọi người được sống tự do hạnh phúc. Ấy là tâm tư nguyện vọng của riêng cái bản thân gia đình tôi. Và chúng tôi cũng giữ đúng thượng cơ từ việc pháp của đạo từ ngày xưa tới giờ. Chúng tôi không có theo cái hội đồng chuẩn bản cải đạo, cho nên chúng tôi tu theo cơn truyền của Đức Chúa Tôn. Mà Đức Chúa Tôn mở đạo ngày 2 ngày rằm tháng 10 năm 1926. Chúng tôi căn cứ vào những cái chuyện linh thiêng đó và chúng tôi thực hiện cái lễ lên để tự vì trước đây thì làm nhà thì phải dùng phước. Rồi là đi ở làm nhà không xong, mặc dù là chưa xong nhưng mà tới cái này đó là gọi là cái này. Chúng tôi dựng ngay cái này đó bằng học viện lập cái thiên bàn thờ Đức Chúa Tôn. Thì cái đó là một cái tâm tư nguyện vọng của chúng tôi. Chứ chúng tôi cũng chưa có ý là nói là làm lễ khai đạo là người kia, cho nên những người ở tại địa phương phải nói cho nó chính xác rằng tôi thì tôi nghĩa là an vị thánh tử, nghĩa là an vị là nó làm nó như thế nào. Trước đây năm 1981 thì khi đó đối với đạo được kia nó còn khó khăn lắm, riêng cái tâm tư của chúng tôi cũng là cái phiên bản như thế này. Thời xong xuôi rồi, giờ tới cái lúc mình chuyển nhà, cái chị tạm thời không lẽ là bây giờ chuyển nhà cái bụng nó mình hơn để nguyên cửa, cho nên phải xin để mở ra một bên. Ngày hôm nay tới cái ngày linh thiêng nhất của cái nền đạo thì chúng tôi cầu nguyện cái chuyện đấy và chúng tôi sẽ dựng cái chuyện này lên. Trước tiên là đem cái lòng thành của cái người tín đồ cao đài và cái bổn phận mà Đức Thượng Đế đã sanh ra chúng tôi ở tại cái mặt thế này, cầu nguyện cho quốc thế Việt Nam hòa bình cho nhân loại. Không có gì đó. Bởi vì chú biết sao? Thực ra xin thưa chú này, thực ra thì cái thông nắm tình hình thì mỗi người có một cái có những suy nghĩ hoặc là mỗi người có một cái nhận định nó khác nhau. Tuy nhiên chính vì đó mình có hôm nay đến đây để mà nắm xem cái tâm tư nguyện vọng của chú gia đình như thế nào. Bởi vì thực ra nói như thế là mình cùng người cùng có địa phương, nói thật chú là cháu ở địa phương này cũng khá lâu rồi, cháu từ nhỏ tới lớn cậu ở đây, cậu ở Quang Nghiệp á, rồi cũng công tác ở địa phương xã này hơn mấy năm rồi. Thế tuy nhiên thì cũng nói thật chú là cũng là con em trong địa phương này hết, thì cũng muốn là được sao, cái trước hết là mình nắm xem cái tâm tư nguyện vọng của người dân mình, ý mình định làm như thế nào và ra sao. Với hai nữa là không quy định khuôn khổ pháp luật thì mình hướng dẫn để người dân sẽ làm theo đúng cái trình tự như vậy. Với lại thực ra thì hôm nay có mưa thì nắm tinh thần như vậy thì đúng rồi, mai là mình chỉ có làm cái lễ an vị tượng vẫn chú hả? Đúng rồi, ngày mai là làm cái lễ là an vị thánh tượng, lễ rồi là cái bàn thờ cái con nó cũng mới vậy đó. Người này này em đi làm thôn riêng của cái trưởng phòng tôn giáo dân tộc nhà ở Bồng Lai, cái việc thờ cúng về đạo á thì không ai cấm, đúng không? Đúng. Bất cứ ai cấm, không có đạo nào trên con người mình làm cái điều xấu hết, đúng không? Tất cả là làm cái điều lành hết, không có đạo nào hết, đúng không? Thì từ đi thì tạo ví như vậy ấy, đạo nào vậy là trên con người mình là sống cái tốt thôi, tốt đời thì đạt đạo, được chưa? Nhưng mà có một cái lý do thế này bác này, để đến đây để thu nhận được thăm gia đình, cùng làm đâu đó mà cùng chưa biết nhà, hôm nay làm nhà mới, đúng không? Cái việc đó mà thì thường cái việc, đúng không? Cái việc mà mình làm mới á, cái việc mà mình ăn vị Phật á, hoặc là ăn vị tượng, hoặc là ăn vị cái khu rồi cái đạo công giáo á, thì
là được. Nhưng mà trong quy định ấy, nó có một cái ngặt gần nhỏ thôi, là người ngoài địa phương đến đây, đúng không? Khi mà mình làm ở thì ví dụ như bán báo cáo với tổ chính quyền thì hình như là chúng ta có đăng ký bản công văn đúng không? Đúng. Là tốt. Nhưng mà ví dụ cái nội dung thì ví dụ làm tại gia đình đó, tụ tập một người ngoài địa phương nữa, thế thì ạ? Không, bây giờ mình nói tụ tập hôm đó thôi ạ, anh phải nói cái danh từ, cái từ ngữ cho đúng. Những người ta nghe chúng tôi tới, chúng tôi với anh sẽ được đồng đạo tới để mà có cái lực phòng vệ, chứ đừng có dùng cái danh từ là tụ tập, người ngoài địa phương đấy. Những người anh em có nghĩa là tập trung người, không có tập trung. Bây giờ tôi nói rõ như thế này, dùng cái từ ngữ cho nó tất cả những người đi tới, người ta chung sức với nhau để mà cầu nguyện. Người tới sớm, người tới từ muộn, tất nhiên còn đạo nghe người ta tới, chứ đừng dùng cái từ là tung hẳn là cái nội dung. Cái nội dung mình làm cái gì, đúng không? Cái nội dung mình có làm cái gì ở trong này á, thì ít nhất ví dụ sau cái định mà thì bác không cần bảo ra, bác bảo cái thôi, nên hôm đó tôi làm thì mấy giờ đó tôi có làm cái nhà như vậy, vì là có người ngoài địa phương đến đây mà, chứ đâu phải là người ta Bồng Lai không đâu, đúng không? Chắc có là người ngoài địa phương đến thì ý của xã xuống là vậy đó, là hỏi là thăm nắm cái này tình hình thế nào, để cái tâm tư nguyện vọng thế nào, mình làm cái thời gian này rồi đây không, thì cái tình hình anh linh dung này mà không, cái này anh nói nó cũng có phần đúng nhưng mà nó có phần sai trong đó. Cái phần đúng là đúng rằng nó chỗ rằng là cô có làm cái giấy gọi là đăng ký tạm trú, cái đó là đúng, đúng không? Cái đó là rõ ràng đúng. Còn nói rằng là cô tổ chức mà tôi xin phép, tất nhiên là cái này là nó sai cái chỗ rằng là tôi khi tôi nói rõ là khi mà tôi làm cái nhà thì tôi chịu tiền tôi để qua một bên. Chả lẽ cái khi mà tôi chuyển nhà đó tôi ra tôi báo với chính quyền kia, thôi bây giờ tôi xin cái này tôi để qua một bên. Cái đời nó tới khi mà xong tôi ra chỉ như vậy, bây giờ tôi để cái này lên nữa rồi. Không phải, nhưng tức là trong cái giấy đăng ký tạm trú của chị Nho, tức là ghi những cái vị, những anh chị em, tức là ở ngoài địa phương, tức là trách nhiệm chúng tôi ở cơ sở, là chúng tôi phải báo với cả ai như vậy, có những cái anh chị, những bà con, những phong ăn, đến đây, tức là theo tôi biết, chắc chắn tôi biết rằng các anh các chị đó đến đây để là cùng vui với gia đình anh, cũng không nhận trách nhiệm được chúng tôi phải báo phải như vậy. Tôi thấy là những người lạ, thật kể tôi xin lỗi anh là thấy những người lạ, chúng tôi phải báo người ta biết đó là cái việc chúng ta làm. Còn cái việc mà trong gia đình, tức là trong gia đình anh, trong gia đình của anh tổ chức như thế thì chúng tôi rất quan hỷ, không có gì hết. Nhưng mà đây có một chút là nó gợi, tức là có những vị ở xa đến nó có một cái gì nên tôi nói là cái chỗ xin phép là không xin phép cho vụ việc này. Nếu tôi tổ chức ngay cái hội trường hôn, tôi tổ chức hai cái sinh hoạt, tôi tổ chức cái nơi công cộng, tất nhiên tôi phải xin phép. Còn cái này là ngay ở tại cái gia đình của tôi, mà tôi nói rõ rằng là cái khi mà tôi anh vậy mà tôi anh vậy cái này tôi tổ chức ngay tại cái gia đình tôi. Còn mà khi tôi tổ chức ngay cái nơi công cộng, tất nhiên tôi phải xin phép. Không, cái đó là cái tôi nói rõ ra, không nói là xin phép. Tôi nghĩ là tôi nói theo luật pháp, ý là tôi nói theo lý. Rõ ràng thực ra thì chú chắc không nói thì chắc cũng biết rồi. Tại vì sao? Cái việc góc độ mình tổ chức trong khuôn viên gia đình mình là người thủ đạo, đúng không ạ? Mình có tín ngưỡng thì mình cái việc mình tổ chức theo tâm linh của mình là việc đó là lúc người ta không có đủ. Rõ ràng người ta không có cái gì con cái này. Cái này luật pháp không thấy ý là chú biết sao? Tại hôm qua thì trong cái tài giấy đăng ký mà tạm trú á thì có ghi là đến tạm trú để dự cái lễ mà ăn từ ý chí tôn á, thì bởi vì là thực ra thì những người mà hồi xưa giờ đến thường xuyên cũng nói làm gì, nhưng mà tại vì hồi xưa giờ, bây giờ mới thấy tới rồi nhiều khi là dự lễ thì bởi vì nó vượt ra khỏi cái khuôn viên gia đình cho nó chính điều đó mà chúng ta nắm lại thôi. Là ý tưởng của mình là tổ chức như ra sao, để trên cơ sở đó mình biết được cái nào nằm trong khuôn khổ pháp luật thì mình cùng đồng viên gia đình là cố gắng làm sao thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Còn cái nào mà nó vượt ra khỏi cái đó rồi ấy, thì hướng dẫn để gia đình mình thực hiện đúng theo cái quy trình mà quy định của pháp luật. Không, tôi cũng là một người hiểu cái pháp luật, và tôi cũng là một công dân từ ngày xưa tới giờ. Tôi không có một cái vấn đề vậy. Cũng nên đừng đặt cái vấn đề là hướng dẫn tôi
tôi cũng là hiểu cái pháp luật mà. Yeah. À, cho nên những cái gì mà chúng tôi làm và chúng tôi nghiêm túc rất rất là kỹ. Cho nên những cái gì mà chúng tôi không vi phạm pháp luật. Đúng rồi. Bây giờ không có nói chúng tôi là pháp luật. Chưa. Bây giờ đâu có nói gì chúng vi phạm không làm đâu. Nghĩ nghe chúng cháu này. Cái mục đích của chúng cháu là đến đây để gì? Thứ nhất là nắm cái tâm tư mình vào. Hai là xem là chú tình hình là gia đình chúng mình định tổ chức như thế nào. Thì như cháu nói đó. Thì trên tinh thần đó thì như chú thấy đó. Bởi vì trong mỗi đời mình tổ chức thì để cháu nói hết ra. Anh đây đã nói rồi. Không, thì để cháu nói hết ra chứ. Bởi vì tinh thần đó là muốn trao đổi để mà mình nắm hết những cái tâm tư nguyện vọng của người dân của mình và của gia đình mình đó. Để mà có cái xác định cho nó rõ ràng. Đúng không? Mình tổ chức cái gì và ra sao thì mình phải hiểu cho rõ. Chứ bây giờ khi mỗi người nói chịu hoặc mỗi người nhận thức vậy thì rất là khó. Một là nghĩ đúng không nói gì, nghĩ sai gì thì nó khó. Thôi bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị biết rồi. Tôi theo đạo từ cái khi mà là vừa học xong để thất là tôi vừa là ôm cặp đi ra trường rồi tôi học. Mà tôi vừa đi về là bỏ tắm tôi về tất cả các nơi tôi học lại với là nói về cái văn đạo rồi văn đề rồi nói về cái cách tư tưởng của họ kia tôi đều học hết đó. Căn cứ về luật pháp từ là Việt Nam Cộng Hòa cho tới giờ tới cái chính sách của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi cũng là cái người biết hết cho nên tôi nói rõ rồi này. Đối với cái lịch sử vấn đề tâm linh của một người ai mà đụng chạm tới cái vấn đề đạo hay cả ngôi bệnh viện kia mà đụng chạm tới cái vấn đề đạo kia mà còn không tồn tại nữa. Cho nên những người mà đụng chạm tới nền đạo coi trường quyền năng thị liên tôi có thẳng như vậy đó. Hiện tại bây giờ nè năm 1981 nè biết bao nhiêu người như vậy lại đi vô tịch thu cái điện thoại vật mẫu nè, biết bao nhiêu người đi xuống tịch thu cái thánh thất liên hiệp nè, biết bao nhiêu người vậy phụ cận những cái cơ sở của đạo từ từ trung ương tới địa phương này, những người đó những người bị tê liệt nằm tại chỗ này, những người đó gia đình nó như thế nào riêng dầu đây có vấn đề khác thôi, có vấn đề khác cho nên tôi nói rằng tất cả quý vị đừng có xem vào cái công việc tâm linh của những người khác. Xem thì tao không có xem đâu đó làm chi. Thực ra thì cháu đâu có thời gian đâu đi con gì đó. Để trao đổi đó. Trao đổi với chú là bây giờ thực ra như cháu nói ban đầu á, bởi vì để mà xác định cái rõ ràng mình cái tâm tư nguyện vọng của dân ta muốn làm ra sao thì mình phải biết, phải hiểu để gì hiểu rõ thế mà. Ý định của mình là ra sao là như thế nào thì trên cơ sở góc độ đó thì mình hiểu cho nó rõ. Chứ còn như mình như cái vấn đề hiểu mình khác là vấn đề nói một điều thì nó khó. Không chỉ khó cho gia đình mình mà khó cho cả lên chính quyền địa phương nữa. Chính vì đó thì có vô đây thứ hết là thăm nắm cái tâm tư nguyện vọng, sau nữa thì cũng trao đổi với là bởi vì thực ra thì nó có cái sự trùng hợp vì ngày mai là cũng là ngày đại lễ Hạ Ngơn đúng không ạ, thì tổ chức thì cứ tất cả các cái người các cái thành thất đều tổ chức cả. Những cái nơi đó đều được là nhà nước công nhận hết, người ta tổ chức cái gì đó là lễ bình thường để nó là cái chứ không phải hàng năm thì như hoặc là những cái đợt mình tổ chức đại lễ mà những năm là năm chẵn á thì mình tổ chức nó lớn hơn, thì do cái sự đăng ký từ đầu thì nhà nước cho phép hết cái chuyện đó. Chắc không nói chứ biết là pháp luật người ta cũng không có cấm đoán gì chuyện đó cả, nhưng mà theo quy trình thì được công nhận rồi. Tuy nhiên thì chúng ta muốn nói là nếu mà mình chỉ tổ chức cái buổi lễ mà ăn thì tưởng tượng cái chú đô thì cái chuyện trong gia đình mình bình thường cứ làm cứ đi cả, bởi vì cũng giống như chú nói là cái bàn thờ bình thường cái nhà tôi cũng thờ, đúng không ạ, ai cũng có ông có bà có cha có mẹ có bề trên có người có đạo thì là chú tối cao chú nhận không, thì có thể là khi mình ở nhà thì mình dựng cái bàn thờ rồi mình thường thường mình thờ cũng, nhưng khi mà mình sửa nhà cái nhà thì chắc chắn mình phải, thì bây giờ rồi khi mình không mình phải đúng rồi đấy là cứ nói là bảo đảm cũng chuyện đó không có vấn đề gì cả, đúng không, không nó là cái chuyện bình thường đúng chứ không có thể nói à cái lúc mà tôi làm nhà tôi dựng lên thế thì hồi tôi sửa nhà tôi phải báo chính quyền, không phải cái chuyện không ai bắt buộc như thế. Là ý chúng cháu muốn nắm này, nắm xem là mình tổ chức như vậy thì mình thích mình tổ chức nó làm sao, tổ chức cái gì cho nó rõ ràng để gì chúng tôi dùng hiểu lầm đúng không, và cái thứ hai nữa là gì,
nó trùng với đợt ngày mai là cái đại lễ Hạnh Nhân và cái kỷ niệm cái ngày Thái Đạo. Đó thì có muốn là nếu là tự nhiên mình tổ chức cái trong gia đình mình cung phụng gia đình thì cũng nên tổ chức cung phụng gia đình, không nên là tổ chức theo cái hình thức giống như là một cái buổi lễ ở ở ngoài cái khu mà người ta gọi là thánh thất hoặc là cái cơ sở tôn giáo thì nó mang cái tính giống như là ngang bằng chuyện như là nước cho phép thì không nên, tại vì thực ra thì mình đâu tin chắc được nước cho phép mình tổ chức cái gì nó là như vậy. Thì nếu là tự nhiên mà mình tổ chức cùng một lúc mình tổ chức cả hai cái lễ thì nếu mà chỉ tổ chức thì tổ chức cái kia thì đơn giản nó có gì đâu, tổ chức cái lễ ăn vì thường thường với chúng tôi thì mình làm cái gì rồi đây đó. Tôi đã rõ chỗ này cho cái gì nó rõ này. Làm chính quyền thì phải minh định cho nó chính xác là nó rất là khách quan. Đừng có nghe rằng là người nào xuyên tạc thì khi xuyên tạc để đặt cái vấn đề này, đặt cái vấn đề kia giữa người dân và chính quyền mất đi cái lòng tin. Khi giữa người dân và chính quyền mất đi cái lòng tin, từ từ nó lan tràn ra mọi người mất đi cái lòng tin thì nó càng nguy hại nữa. Không, đâu có nghe. Cho nên bây giờ tôi nói thẳng nè, khi mà nghe thì phải định cho nó rõ, nghe là phải định, mà định nó thì phải nghiên cứu cho nó chính xác mới đặt vấn đề. Còn cái này là cô tổ chức ăn vậy nó rất là bình thường, có cái vấn đề gì đâu. Cho nên bây giờ là quý vị nghe những cái người nào, quý vị phải hỏi cho lại mấy cái người đó rằng nghe ông Phi ông tổ chức nên như thế nào đó, quý vị phải nói cho nó rõ. Có không khéo rằng là ông Phi ổng nói nó nhảy tiếp đi. Chính vì đó chứ, chính vì là chứ ông Phi có buổi vô là để mà trao đổi lắm cái chuyện bằng giờ để cho rõ, cho nó rõ ràng để mà mình cùng thống nhất với nhau. Tình việc là mình tổ chức là như vậy, đúng không ạ? Theo như vậy thì mình tổ chức như gia đình nó đơn giản nó đi cả. Nhưng mà nếu mà mình tổ chức theo nó lớn hoặc là nó như là cái một buổi lễ thì mình không nghe thì cái gì có mình bây giờ là luôn chuyện có ông trưởng thôn mà anh nghĩ là mười đây là tôi nói rõ luôn cái lập trường của tôi nè. Tôi là người thể đạo của Đức Chúa Tôn mở đạo năm 1926, tôi theo cái chánh truyền chánh pháp của cái đạo đó. Còn có hội đồng trưởng quản cái hệ phái mà cải đạo hiện tại bây giờ dứt khoát tôi không theo hệ phái đó. Nhà nước công nhận cái tư cách pháp nhân đó, tất nhiên nhà nước công nhận cái tư cách pháp nhân giữa hội đồng chuyển giảm và cái và giữa hội đồng chuyển giảm đó là cái nhà nước. Còn tu theo đạo, tu theo chân truyền chánh pháp của Đức Chúa Tôn, tu theo thơm trời thôi, chứ không tôi không có theo ai hết á. Cho nên nó là cái gì đó chúng ta trao đổi với nhau cái tinh thần quý vị là làm ơi làm việc cho chính quyền, tất nhiên phải có cái trách nhiệm. Chúng tôi theo người đạo thì chúng tôi phải có tinh thần cái tâm linh của người đạo của chúng tôi, đúng không? Đúng không? Tại vì cái khi tôi nói vậy đó, đi chút rồi đi nói đi chút rồi đi chúng tôi nghe chúng tôi nghĩa là khi tôi mới đi vào đạo á, tôi đã thề một cái đời thề nó rất là nặng. Từ nay tôi biết một đạo cao đài ngọc đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, thiệt đồng chi môn đệ, nhìn luật lệ cao đài, như sau có lòng hai, thì thiên tu địa lực. Quý vị có quý vị biết cái lời thề của chúng tôi nó như một cái tinh thần như vậy chứ. Cho nên chúng tôi chỉ có giữ cái tinh thần thì đó là vô nắm tinh thần như vậy thì cũng trao đổi với chú là cái gì góc độ được cũng nói lại, tức là nếu mà mình tinh thần mà tổ chức đi trao đổi ban đầu mà mình sau khi làm nhà xong rồi á thì mình như là mình phải làm cái thủ tục là như giờ chẳng là cái làm thầy như cũ, như là mình làm thủ tục ăn thì thuận tiện với chú tôi thì chuyện nó bình thường. Nếu còn ngoài ra thì cũng không, nếu mà là chuyện này có tổ chức ở đây thì không nên, đúng không? Là tinh thần như vậy chứ. Bây giờ bữa nay đi vô đây thì cũng là thăm gia đình tôi. Thì thôi bây giờ có gì xin phép chụp tình hình bạn nó mò đây anh em nó là đứng lên chụp đây cho anh ngồi đây chụp. Đứng lên chụp. Thôi đây chụp luôn. Có mỗi cho mình đi.
Cho nên bây giờ trước kia cảm ơn tất cả với anh vừa trước tiền thôi, tất cả với anh đi bộ đặng để tìm hiểu cái nguyên do ngày mai cái lễ nó như thế nào. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trên cái tinh thần giữa người dân và chính quyền phải có một cái sự như vậy, là có dù muốn không muốn phải có một cái sự gắn bó, nó có một cái sự vậy mà nó là nó phải này thôi, không nên hiểu lầm. Rồi. Đúng không? Không hiểu lầm thì nắm rõ ra vẫn như vậy, thì hiểu sai cũng không được. Nó khó, vừa khó cho gia đình rồi vừa khó cho cả cái gì nó cái gì mình cũng rõ ràng không ạ, mình hiểu cho hết vừa cụ thể có tinh thần như vậy chứ không? Thì thôi chưa?